sau khi mình bắt vào tường ngay ngắn thì các bạn tiến hành lắp đặt đưa nguồn điện vào. Mấy cái loại máy tắm nước nóng trực tiếp này cũng đưa nguồn điện vào, nó có giúp dẹp nhỏ cái dạng được có tổ ong. Thử bằng chiếc thủy điện nó sẽ sáng lên thì mình đưa vào cái màu nâu của máy tắm nước nóng. Máy nước nóng có công suất lớn từ 3.000W cho đến 6.000W, vì vậy chúng ta phải bật cho nó thật chặt, không được lỏng lẻo. Sau khi đi dây điện nguồn vào cho máy, chúng ta tiến hành lắp đặt nước vào. Thì máy tắm nước nóng thì cái mặt của nó mặt bằng, chúng ta không cần phải bón cao su ngon, chỉ cần cái ngon này thôi. Ngon này nó sẽ ép cái mặt này lại và sẽ không bao giờ bị lò rỉ nước dùng nước mặn như thế nào. Thì đường nước vào lúc nào mình lộn rồi nha các bạn, nước vào mà không được ra chỗ này. Nước vào là phải vào cái đường qua máy bơm, vừa mới qua bầu sữa nhiệt, từ bầu sữa nhiệt sẽ ra máy ra nước nóng. Khi các bạn lắp đường nước vào và đường nước ra của máy tắm nước nóng trực tiếp, các bạn thử nước trước khi mở điện, tức là mình thử nước để xem nước có rò rỉ chỗ nào không, rồi hạ đèn ngắt lại là mới thử máy thì chúng ta mở nước. Khi mở điện thì đèn
LED nó sẽ sáng xanh. Chúng ta thử nút test và reset. Chúng ta test. Khi bấm test thì đèn sẽ tắt, tắt các cột điện vào máy. Bấm reset nó sẽ trở lại. Giờ ta mở nút để sử dụng máy. Cái này đang mở nước nha. Nếu mà được yếu thì chúng ta mở bơm. Nước yếu ta mở bơm. Tại chỗ mình thì nước đang rất mạnh nên chúng ta không cần phải mở bơm, chúng ta tắt bơm. Ta mở đến điều khiển nhiệt độ từ on sang off. Khi mở nhiệt độ thì đèn chúng ta sẽ thắt sáng lên. Chúng ta sẽ bắt đầu nóng để ta tắm. Ta muốn tắm mạnh nữa thì chúng ta chỉ cần mở nút bơm. Xong, chào các bạn nhé.